Chương 521, trở lại Trung Châu năm. Đương nhiên Mộ Như Nguyệt không nghe thấy những lời bàn tán đó, dù có nghe cũng sẽ không để ý. Dù sao, đối với Nhã Quý phi, nàng giúp như vậy là đủ rồi. Kế tiếp thế nào thì phải dựa vào chính bản thân bọn họ, nếu bọn họ không đến Trung Châu mà ở lại. Đại Lục Thần Vũ, người có thể đánh bại bọn họ đã rất ít rồi. Có thể sống cả đời không lo, Nguyệt Nhi, xảy ra chuyện gì? nhìn thấy mộ như nguyệt đi đến thánh nguyệt phu nhân khẩn trương hỏi không có gì gặp một người quen thôi mộ như nguyệt cười nhạt nương chúng ta đi thôi lần này rời đi sau này có lẽ sẽ không trở lại đại lục thần vũ nữa nói thật phải rời khỏi nơi này mọi người có chút lưu luyến nhưng bọn họ cũng hiểu rõ căn cơ chân chính của bọn họ là ở trung châu chỉ có đến nơi đó mới có thể trưởng thành nhanh hơn lần này, trong đội ngũ dĩ nhiên còn có chiến đội thí thiên. Trong mấy năm mộ như nguyệt rời khỏi thánh cảnh, các thành viên chiến đội thí thiên đều đột phá đến thiên phú trung cấp rồi. Tốc độ như vậy cũng khiến mộ như nguyệt hoảng sợ, bất quá. Sau khi nghe nói tiêu lão cho bọn họ đặc quyền vào trong thánh trì tu luyện, mộ như nguyệt cũng không ngạc nhiên nữa, nhưng thực lực này vẫn chưa đủ. Cho nên mộ như nguyệt lại dùng đan dược giúp bọn họ tăng lên thiên phú cao cấp, dọc đường đi, Lý Lộ rất tò mò, không ngừng lại nhảy hỏi đông hỏi tây. Cuối cùng đoàn người rốt cuộc đến phong vân đế quốc, chủ tử, đây là đan tháp sao? Nhìn thật khí phái, Lý Lộ hưng phấn. Không hề chú ý thấy sắc mặt mộ như nguyệt hơi trầm xuống, nàng. Hít mắt nhìn đan tháp trước mặt, đáy mắt hiện lên tia sáng không dễ phát hiện. Hình như đan tháp xảy ra chuyện gì, nếu không, ngoài cửa sẽ không yên tĩnh như vậy, chủ ngài đã trở lại đúng lúc này một nam nhân vội vã chạy ra lúc nhìn thấy mộ như nguyệt hai mắt liền sáng ngời mộ như nguyệt nhận ra nam nhân này là người của chiến đội hình như tên là chiến thiên nàng khẽ nhíu mày hỏi trong thời gian ta không ở đây có phải đan tháp đã xảy ra chuyện gì không lúc này sắc mặt chiến thiên mới trầm xuống muốn mở miệng nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào nhìn sắc mặt hắn Mộ Như Nguyệt đã hoàn toàn xác định đan tháp đã xảy ra biến cố chiến. Thiên, lập tức nói cho ta biết rốt cuộc đã có chuyện gì, chủ. Tử, Chiến Thiên rũ mắt che giấu sát khí nơi đáy mắt, hít sâu một hơi, nói. Chuyện này rất phức tạp, hay là để Vu Sơn đại sư giải thích đi, trong. Lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống, dung nhan tuyệt mỹ lạnh lẽo, "Chiến Thiên, theo ta vào trong. Ta muốn biết rõ ràng trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" các người lập tức nói cho ta biết một chữ cũng không được giấu giếm vâng chủ tử chiến thiên cúi đầu đáp mộ như nguyệt trở về giống như tìm được tâm phúc đồng thời cũng khiến hắn bình tâm lại mộ như nguyệt để các vị trưởng lão đưa bài vị tiêu vân vào tiêu gia còn những người khác ở lại đan tháp nghe tin mộ như nguyệt trở về người trong đan tháp đều kích động từ trong phòng tu luyện chạy ra lúc này bầu không khí trong phòng học cực kỳ nghiêm túc Mộ như nguyệt nhàn nhạt đảo mắt mọi người trong phòng, ai có thể nói cho ta biết. Rốt cuộc đan tháp đã xảy ra chuyện gì? mươi 522, Đại hội Tiên Y, 1. Trong phòng họp yên tĩnh, Vu Sơn trầm ngâm nửa ngày mới nói, tháp chủ. Là người của Dược Tông, Dược Tông, mộ như nguyệt chợt nhớ tới mộ dung thanh sơ và đan tôn giả. Bất luận thế nào, Dược Tông ở Thánh Cảnh cũng là một bộ phận của Dược Tông ở Trung Châu nếu liên quan đến dược tông thì thật phiền toái dược tông làm cái gì vu sơn liếc nhìn mộ như nguyệt nói qua một thời gian nữa là đại hội tiên y đến lúc đó tam đại thế lực đều sẽ phái người đến tham gia nhưng người tham dự đại hội tiên y không phải do các thế lực quyết định mà là xem xét thành tựu của cá nhân ở bên ngoài nói như vậy đệ tử dược tông tương đối tự do bất kỳ ai cũng có thể ra ngoài tự thành lập thế lực riêng của mình cho nên vị đệ tử dược tông kia mới vọng tưởng thâu tóm đan tháp chúng ta, xác. Mặt mộ như nguyệt trầm xuống, trầm mặc nửa ngày, hỏi, đại hội tiên y là cái gì, ngươi? Không biết đại hội tiên y? Vu Sơn quét mắt nhìn mộ như nguyệt, cảm thấy hơi kinh ngạc. Đại hội tiên y là do tiên y môn tổ chức 10 năm một lần. Trùng hợp đại hội lần này sẽ diễn ra vào hai tháng sau. Cho nên tam đại thế lực đều bắt đầu có hành động, mộ như nguyệt nhíu mày, tiên y môn. Thế lực cường đại nhất đại lục không phải mấy thế lực Dược Tông bọn họ sao? Tiên Y môn lại là cái gì? Hơn nữa, tại sao lại là tam đại thế lực ha? Ha, Vu Sơn cười gượng hai tiếng, kiên nhẫn giải thích. Thế lực Dược Tông và Võ Tông đúng là cường đại nhưng nếu nói mạnh nhất thì không phải mấy thế. Lực này mà là Tiên Y môn, còn về phần tam đại thế lực là bởi vì Diêu gia chưa bao giờ tham dự đại hội này bất quá bình thường tiên y môn cũng sẽ đi khảo sát các thế lực khác một chút vài đan dược sư có thể lực riêng cũng được mời đến chuyện này còn phải xem vận khí của mình nói đến đại hội tiên y sắc mặt mọi người đều mong chờ sẽ có rất nhiều đan dược sư đến tham dự đại hội sao có thể không khiến người khác hâm mộ không biết khi nào bọn họ mới có được tư cách này mộ như nguyệt nhướng mày hỏi võ giả và thánh môn cũng có đan dược sư đương nhiên vu sơn cười cười nếu không có đan dược sư chỉ sợ hai thế lực này cũng không thể phát triển đến trình độ như vậy nhưng so với dược tông mấy đan dược sư đó vẫn kém hơn rất nhiều dù sao dược tông mới là nơi chân chính để đan dược sư phát triển mộ như nguyệt lẳng lặng nghe vu sơn đại sư nói gật gật đầu ta hiểu rồi các ngươi lui xuống đi mấy chuyện này cứ để ta giải quyết tốt vu sơn mỉm cười nhưng trong lòng ẩn ẩn bất an hắn không biết tháp chủ muốn làm gì dù sao đó cũng là đệ tử dược tông nếu giết đệ tử dược tông vậy chẳng khác nào đối địch với cả dược tông bọn họ còn chưa gánh vác nổi lửa giận của dược tông kia trên đỉnh núi cách đó không xa nam nhân đón gió mà đứng một đầu tóc bạc như tiên vài sợi tóc phất qua dung nhan tuần mỹ bất kỳ ai nhìn thấy nam nhân này đều sẽ nhịn không được cảm thán, thế gian lại có nam tử Mỹ đến mức này, tựa như thần tiên vô dục vô cầu. Dung nhan thanh nhã hở hững giống như sẽ không sinh ra bất cứ cảm xúc gì, đan tôn giả. Nam nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm như tiếng nhạc trên trời, Mỹ diệu động lòng người công. Tử, đan tôn giả lẳng lặng đứng phía sau nam nhân. Sắc mặt tôn kính, nếu như mộ như Nguyệt có ở đây nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Trường 523, Đại hội Tiên Y, 2 Mộ Dung Thanh Sơ là thiếu tông chủ dược tông, đan tôn giả là lão tông chủ. Nhưng hiện giờ lại xưng hắn là thiếu chủ. Lại còn tôn kính như vậy, nam nhân này, rốt cuộc có thân phận gì, không? Lâu nữa sẽ đến đại hội tiên y, có phải nàng sẽ đến hay không? Sắc mặt nam nhân đạm mạc tựa như đang hỏi một việc dâu ria bình thường, nhưng chỉ có đan tôn. Giả mới biết sự chờ mong trong lòng mộ dung thanh sơ công. Tử, nếu có thiệp mời nàng có thể tham gia đại hội tiên y thiệp nam nhân thanh nhã đúng trong gió yên lặng thật lâu thanh âm như tiếng nhạc trời lại vang lên ta hiểu rồi bóng đêm thâm trầm ánh trăng núp vào trong mây bầu trời không có một tia sáng nha đầu bây giờ chúng ta đi đâu viêm tẫn nhướng mày nhìn nữ tử bên cạnh nhà đầu này phỏng chừng lại muốn làm chuyện xấu đi lần trước có được cách luyện chế con rối sau đó lấy được thi cốt độc ở chỗ tứ hoàng tử nhưng vẫn chưa có cơ hội thí nghiệm. Cho nên tối nay chúng ta đi luyện chế con rối đầu tiên, mộ. Như Nguyệt có chút hưng phấn, đối với loại đồ vật này nàng thật sự cảm thấy rất hứng thú, viêm. Tẫn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không biết ra hỏa xui xẻo nào bị nha đầu ngươi nhìn trúng. Ta thật cảm thấy đồng tình cho hắn, mộ. Như Nguyệt cũng không để ý tới viêm tẫn, lôi kéo hắn chạy tới khách điếm, vân thúc, bất luận thế nào ta cũng phải có được đan tháp, trong. Phòng, nam nhân nhíu chặt mày, đáy mắt âm trầm, nhưng mà sau lưng đan tháp còn có tiêu gia. Không ngờ một gia tộc nhỏ trong đế quốc lại có cường giả thiên nguyên, thiên. Nguyên, ngoài cửa sổ, hô hấp mộ như nguyệt căng thẳng. Thực lực lão tổ tông là cảnh giới thiên nguyên, cũng đúng, trước kia tiêu gia quả thật rất mạnh. Nhưng trong 100 năm lão tổ tông bế quan đã bắt đầu xuống dốc. Mọi người đều nghĩ rằng hắn đã chết mà người mạnh nhất tiêu ra bất quá là cảnh giới huyền nguyên cho nên tiêu ra mới tụt dốc đến. Mức này, chuyện này quả thật có chút phiền phức, lão giả được xưng là vân thúc cao mày, nói. Người nhất quyết muốn có đan tháp, phải. Nam nhân khẽ cong khóe môi, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn. Đan tháp có rất nhiều loại đan dược ta chưa từng nghe qua. Nếu như có thể có những loại đan phương đó, ưu thế của ta nhất định sẽ lớn hơn nữa đây mới chính là mục tiêu của ta, thế nhưng lại bị cái lão bất tử tiêu gia kia ngăn cản. Còn không thèm đặt dược tông chúng ta vào mắt. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta tiêu diệt lão nhân đáng chết kia, đáy. Mắt nam nhân âm trầm, trên người bộc phát sát khí mãnh liệt, vẻ mặt vân thúc chợt buông lỏng. Nói, yên tâm đi, luôn sẽ có biện pháp, hiện tại cũng không còn sớm nữa. Chúng ta cứ nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại thảo luận chuyện này, tốt. Nam nhân khẽ gật đầu, nói, vậy Vân Thúc nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai ta lại đến tìm ngươi, nghe vậy, Vân Thúc cũng không nói gì nữa. Xoay người đứng lên đi ra ngoài, ngoài cửa sổ, viêm tẫn nhíu mày nhìn nữ tử bên cạnh. Cười như không cười nói, hắn chính là mục tiêu thí nghiệm của ngươi, mộ. Như Nguyệt cười khẽ, sau khi xác định Vân Thúc đi rồi mới kéo tay viêm tẫn nhảy vào cửa sổ, từ. Lúc dạ vô trần xuất hiện, tiểu bạch liền tiến vào trạng thái ngủ say vì sắp tới thời kỳ trưởng thành nên tiểu bạch cần ngủ say để khôi phục thực lực hiện tại. Viêm tẫn là trợ lực duy nhất của mộ như Nguyệt là ai? mươi 524, Đại hội Tiên Y, 3. Toàn thân nam nhân chấn động, trên người bộc phát khí thế sắc bén. Đôi mắt như mắt chim ưng nhìn về phía hai thân ảnh bạch y và hắc y ngoài cửa sổ, các. Người là ai? Hắn hít mắt, khí thế toàn thân bắt đầu khởi động, tuy nữ tử kia thoạt nhìn nhu nhược nhưng nam nhân kia lại rất cường đại, hắn không thể không cẩn thận ngươi. Là người Dược Tông?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười lạnh nói, "Hừ." Nam nhân hừ lạnh một tiếng, "Nếu đã biết ta là người Dược Tông, ai cho ngươi lá gan dám đến nơi này?" Hắn vốn cho rằng khi nhìn thấy khí thế của mình, nữ nhân này nhất định sẽ lùi bước. Nhưng hoàn toàn ngược lại, nàng chỉ dùng ánh mắt châm chọc nhìn hắn chăm chú giống như đang nhìn thứ gì đó đáng chê cười loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái ánh mắt càng trở nên không tốt ta tới đây để thu phục ngươi nếu ngươi nguyện ý ngoan ngoãn phối hợp có lẽ sẽ bớt thống khổ một chút ánh mắt mộ như nguyệt chứa ý cười ngữ khí đạm mạc như đang nói một chuyện rất bình thường nhưng mà lời nàng nói lại khiến sắc mặt nam nhân đại biến thu phục ta chỉ bằng ngươi vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không đã hắn là cường giả cảnh giới huyền nguyên, chỉ bằng nữ nhân này mà cũng muốn thu phục hắn. Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ, viêm tẫn. Ánh mắt mộ như nguyệt trầm xuống, tốc chiến tốc thắng, đừng kinh động những người khác, nam. Nhân này chỉ ở cảnh giới huyền nguyên, mà lão giả vừa rồi ở cảnh giới địa nguyên. Cho nên nếu để hắn phát hiện, không có tiểu bạch nàng bây giờ không quá an toàn, rớt. Lời, mộ như nguyệt dơ một bình xứ lên, một viên đan dược bay về phía viêm tẫn đây là cường lực đan có thể giúp ngươi nâng cao thực lực trong nửa canh giờ viêm tẫn bắt lấy đan dược không hề do dự lập tức nuốt xuống trong nháy mắt khí thế toàn thân hắn tăng lên tất cả lực lượng tụ tập ở bàn tay oanh một tiếng đánh về phía nam nhân trong lòng nam nhân kinh hãi muốn tránh cũng không kịp nữa rồi phịch một tiếng chúng một nắm đấm của viêm tẫn khiến hắn lui về phía sau vài bước lúc này tay nam nhân giống như đã tàn phế không nâng lân nổi kinh ngạc nhìn viêm tẫn rồi nhìn qua mộ như nguyệt khàn khàn nói ngươi rốt cuộc là ai mộ như nguyệt nhướng mày ngươi nói đi ánh mắt nam nhân trầm xuống từ khi hắn tới đây chưa từng đắc tội bất kỳ ai duy nhất kết giao chỉ có đan tháp mà đối phương lại có thể tiện tay lấy ra cường lực đan ngươi là người đan tháp không sai mộ như nguyệt không phủ nhận mà thoải mái thừa nhận, dù sao người này cũng sẽ nhanh trở. Thành con dối thôi, sắc mặt nam nhân hơi đổi. Hắn không ngờ người này thật sự là người đan tháp. Sau đó hắn nhìn thấy bạch y nữ tử kia không biết đang mân mê thứ gì, sau khi lấy thi cốt độc và. Một ít dược liệu ra, mộ như nguyệt vỗ vỗ tay, khóe môi khẽ cong lên. Lạnh giọng phân phó viêm tẫn, đánh ngất hắn cho ta, để ta dễ làm việc, viêm. Tận nhướng mày, đôi mắt đen khí phách nhìn về phía nam nhân, không còn cách nào khác. Ai bảo ngươi đắc tội nhà đầu này, vậy chỉ có thể làm vật thí nghiệm ngươi, nam. Nhân mới nói được một chữ, nắm đấm từ phía đối diện đã hạ xuống đầu hắn. Trực tiếp làm hắn đầu váng mắt hoa. Chương 525, Đại hội tiên y 4. Lúc này, không chờ nam nhân kịp hoàn hồn, từng nắm đấm của Viêm Tận nện vào người hắn đánh cho hắn ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có đồng thời mộ như nguyệt cũng bắt đầu thao tác tinh thần lực được phóng ra không ngừng tựa như dùng mãi không hết dưới áp lực của tinh thần lực cường hãn sắc mặt nam nhân trắng bạch giống như không khí xung quanh hắn đều bị rút sạch nữ nhân này lại có tinh thần lực cường đại đến vậy nam nhân rốt cuộc đã hiểu lần này hắn chọc phải kẻ địch mạnh cỡ nào bước đầu tiên để chế tạo con rối là phải hủy diệt ý thức của hắn trước cách. Luyện chế con rối người và con rối kim loại không giống nhau. Con rối kim loại chỉ cần thủ đoạn luyện chế. Còn con rối người thì cần tinh thần lực cường hãn, cho nên. Người có thể thành công làm được điểm ấy sợ là chỉ có mộ như nguyệt ý thức của nam nhân dần dần. Trở nên mơ hồ, trong đầu xuất hiện một cỗ nhiệt hòa. Sau đó hắn nhìn thấy quanh thân mình bốc lên ngọn lửa mãnh liệt luồng sáng xanh biếc cùng hương dược liệu xâm nhập vào từng lỗ chân lông cơ thể. Hắn, không, không được, hắn tuyệt đối không thể bị nữ nhân này khống chế, trong lòng nam nhân. Không ngừng dẫy ruộng, giờ phút này. Hắn nghĩ tới những huynh đệ chết thảm cùng với nỗi cừu hận khắc cốt ghi tâm, vì... Những người đó, hắn nhất định phải kiên trì, chỉ có cách được tiên y môn thưởng thức. Hắn mới có thể báo thù rửa hận cho các huynh đệ đã chết còn có thể phản kháng, đáy mắt mộ như nguyệt hiện lên một chút kinh ngạc càng thêm hứng thú với nam nhân này có thể mạnh mẽ bảo trì ý thức dưới tác động tinh thần lực của ta nam nhân này thật không đơn giản nếu như nói lúc đầu chỉ là vì giải quyết phiền toái cho đan tháp hơn nữa nàng không muốn dược tông chủ động tới tìm mình cho nên mới muốn luyện chế hắn thành con dối nhưng mà hiện tại nàng rất có hứng thú với nam nhân này dần dần Ý thức của nam nhân bắt đầu tan rã, hai mắt trở nên vô thần, đồng thời. Thì cốt độc xâm nhập vào cơ thể hắn, khiến giữa hai hàng lông mày nhiễm một tia tục khí. Nhưng cũng rất nhanh đã tan biến, tốt, lau. Mồ hôi trên trán, mộ như nguyệt chậm rãi cong khóe môi, nhướng mày nhìn nam nhân. Người tên gì, nam nhân không còn âm ngoan như lúc trước nữa, hơi cúi đầu, thần sắc cung kính. Chủ nhân, thuộc hạ tên Trí Thiên, Trí Thiên mộ như nguyệt nhàn nhạt hỏi tiếp mục tới đan tháp có mục đích gì hai tháng sau sẽ diễn ra đại hội tiên y đệ tử dược tông có thế lực bên ngoài mới có thể tham gia vì muốn được tham gia đại hội cho nên ta muốn chiếm được đan tháp mộ như nguyệt đã nghe vu sơn đại sư nói chuyện này nên cũng không quá kinh ngạc nàng gật gật đầu ánh mắt chợt lóe vừa rồi tại sao ngươi phản kháng ta trí thiên trầm mặc không biết vì sao giờ phút này Mộ Như Nguyệt cảm nhận được sát khí lạnh lẽo và hận ý nồng đậm trên người nam nhân này, thì ra, Cửu Hận giúp hắn bảo trì tâm trí là vì các huynh đệ của ta. Chí Thiên khẽ rũ mắt, nói tiếp, năm đó các huynh đệ tu luyện cùng ta bị người khác giết hại. Người hại chết bọn họ là Thánh môn, ta gia nhập Dược tông cũng vì muốn báo thù Thánh môn. Đáng tiếc thực lực của ta bây giờ vẫn chưa thể đối kháng với Thánh môn. Cho nên ta muốn nhân đại hội này được tiên y môn chú ý như vậy có thể đối phó được với thánh môn. Chương 526, Đại hội Tiên Y năm. Hận sao hắn có thể không hận, chỉ cần nghĩ đến tình cảnh năm đó. Trong lòng hắn liền dâng lên nỗi hận khắc cốt ghi tâm, vì vậy nên hắn mới quyết trí tự cường. Nhưng thời gian hắn gia nhập Dược Tông tương đối ngắn cho nên vẫn chưa có được thành tựu gì. Bất đắc dĩ mới muốn đầu cơ trục lợi, thời điểm mộ như nguyệt biến hắn thành con rối cũng không xóa đi ký ức của hắn, cho nên hắn không quên quá khứ của mình, vậy. Ngươi có nghĩ tới chuyện Dược Tông sẽ rất dễ tra ra đan tháp không phải thế lực của ngươi, chí? Thiên nào nào, xấu hổ cúi đầu, là ta vì báo thù rửa hận mà lạc tâm trí. Làm ra chuyện lỗ mãng như vậy, cũng may chủ nhân xuất hiện cứu ta thoát khỏi sai lầm, mộ. Như Nguyệt sờ sờ mũi, cứu hắn thoát khỏi sai lầm. Hình như nàng cũng không làm chuyện vĩ đại như vậy đi, tổng hợp tình huống tiên y môn và tứ đại thế lực một chút ngày mai đưa đến đan tháp cho ta sau đó không còn chuyện của ngươi nữa mộ như nguyệt ngáp một cái quay đầu nhìn viêm tẫn chúng ta đi thôi viêm tẫn gật gật đầu ánh mắt khí phách đảo qua trí thiên khẽ cong khóe môi xem ra con rối này rất hữu dụng sau khi trở lại đan tháp mộ như nguyệt liền nhìn thấy nam nhân đứng bên cửa sổ đợi nàng chuyện đêm nay nàng không nói với vô trần mà kêu viêm tẫn hỗ trợ cho nên nam nhân này rõ ràng không vui ánh mắt nhìn nàng mang theo ai oán cùng ủy khuất giống như bị người ta vứt bỏ bất quá chờ đến sáng hôm sau mộ như nguyệt lưng mỏi eo đau không dậy nổi thật không biết vì sao dạ vô trần tinh lực cường hãn như vậy chẳng lẽ là vì thực lực rất có khả năng hôm sau cùng tiêu lão gia chủ về tiêu gia nhận tổ quy tông xong mộ như nguyệt trở lại đan tháp nếu có tiêu gia che chở, vậy bọn hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì, thời. Điểm nàng trở lại đan tháp liền nhìn thấy một vẻ mặt cổ quái khiến mộ như nguyệt rất khó hiểu. Xảy ra chuyện gì, tháp chủ, ánh mắt vu sơn cổ quái nhìn nàng, nói, có người tìm ngươi, mộ. Như nguyệt nhướng mày, ánh mắt xuyên qua đám người nhìn về phía khuôn mặt cương nghị kia. Lúc này mới hiểu rõ vì sao bọn họ dùng ánh mắt cổ quái như vậy nhìn mình, chủ nhân trí thiên nhìn thấy mộ như nguyệt trong lòng vui vẻ vội vàng tiến lên nói đây là tư liệu ngươi muốn ta đã chuẩn bị tốt ân mộ như nguyệt gật gật đầu tiện tay cầm lấy nói không còn chuyện gì nữa người ra ngoài đi trí thiên hơi sửng sốt ủy khuất nhìn nàng chủ nhân ngươi muốn vứt bỏ ta sao không thể không nói dùng mạo trí thiên cũng không tệ lắm ngũ quan như đau khắc cương nghị anh tuấn phối hợp với cái biểu tình kia thật câu dẫn bất quá mộ như nguyệt còn chưa kịp nói gì, trí thiên đã bị một bàn tay nhấc lên. Hung hăng ném ra ngoài cửa, sắc mặt dạ vô trần âm trầm, mắt tím lạnh lẽo nhìn trí thiên. Sau đó quay đầu nhìn mộ như nguyệt lúc nhìn nữ tử. Sắc mặt hắn mới hòa hoãn lại, nhưng khi những người khác rõ ràng còn chưa kịp phản ứng, hôm. Qua mộ như Nguyệt nói bọn họ không cần nhúng tay, nàng sẽ giải quyết chuyện này. Mọi người đều cho rằng nàng đêm hôm khuya khoát đi giết người diệt khẩu. Làm thế nào cũng không ngờ đệ tử Dược Tông lại xưng nàng là chủ nhân, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra. Chuyện gì? mươi 527, Cường Địch tới cửa, một. Nhìn ánh mắt cổ quái của mọi người, mộ như Nguyệt cũng không giải thích điều gì. Lúc này Vu Sơn tựa như nhớ tới cái gì? Từ trong vạt áo lấy ra một thiếp mời màu bạc đưa tới trước mặt nàng, tháp. Chủ, đây là thiệp mời của tiên y môn, sáng nay đan tháp chúng ta mới nhận được tiên y môn, ánh mắt mộ như nguyệt khẽ động, nhìn tấm thiệp mời, gật gật đầu. Cất thiệp mời vào trong ngực, nếu đã nhận được thiệp mời. Đàn tháp chúng ta cũng nên nỗ lực tỉ thí một phen, người đi chuẩn bị một chút đi, vâng. Tháp chủ, trong lòng vu sơn vui vẻ. Thanh âm kích động, hắn không ngờ sẽ có một ngày mình có tư cách bước vào tiên y môn, vô. Trần, làm sao vậy? Đột nhiên, mộ như nguyệt cảm thấy nam nhân bên cạnh không thích hợp khẽ cau mày nói, xảy ra chuyện gì, có. Cường già tới, trong mắt dạ vô trần hiện lên một tia lãnh ý, hơn nữa. Đã đến tiêu gia, tiêu gia, tim mộ như nguyệt run lên, sắc mặt có chút lo lắng. Lúc nàng muốn nói chuyện, lại thấy tử thiên cảnh vội vội vàng vàng đi tới, hắn nhìn thấy thần. Sắc lạnh lẽo của hai người, sắc mặt trầm xuống, các ngươi cũng cảm nhận được, dạ. Vô trần gật đầu, dung nhan tà mị trịnh trọng chưa từng có. Bất luận đối mặt với dạng địch nhân gì hắn cũng không đặt vào mắt nhưng hiện giờ. Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, cường giả chân nguyên, hơn nữa không chỉ có một chân. Nguyên, mộ như Nguyệt Nghi hoặc nhìn nam nhân, dạ vô trần càng cao mày chặt hơn. Trên thiên địa huyền hoàng, chính là cường giả chân nguyên. Chỉ có võ giả đạt tới cảnh giới thiên nguyên mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của chân. Nguyên, trong lòng mộ như Nguyệt Lộc Bộp, nàng vẫn luôn cho rằng thiên nguyên là cảnh giới cao nhất, không ngờ tầm mắt nàng còn quá nông cạn, trên thiên nguyên còn có chân nguyên. Nhưng nhiều cường giả như vậy tới tiêu gia làm gì, nếu bọn họ hướng về phía tiêu gia. Nàng có thể mặc kệ, nhưng hiện tại cha mẹ đang ở tiêu gia, viêm. Tẫn, mộ như nguyệt rũ mắt, nói, về sau phát sinh chuyện gì. Người và tiểu bạch cũng không được ra ngoài, trong. Đàn thư, viêm tẫn tựa như cảm nhận được nỗi bất an, muốn mạnh mẽ phá tan trói buộc cảm giác nguy hiểm kia làm hắn điên cuồng táo bạo. Nhưng làm thế nào cũng không ra được trong. Tiêu gia, Thánh Nguyệt Phu Nhân và Tiêu Thiên Vũ đang nói chuyện đúng lúc này. Vô số hơi thở cường đại như mây đen đầy trời kéo đến, mọi người lập tức biến sắc không? Tốt, sau núi, lão tổ tông chợt mở mắt ra, trong mắt xẹt qua tia sắc bén sen lẫn kinh ngạc. Chân nguyên, có ít nhất 10 chân nguyên thế tới rào rạt từ khi nào tiêu ra chọc phải nhiều cường giả chân nguyên như vậy nhưng lão tổ tông cũng không kịp nghĩ nhiều thân thể hắn chợt lóe đứng thẳng trên không trung bạch y bay múa tiên phong đạo cốt lão giả khoanh tay mà đứng ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía mấy thân ảnh đang bay nhanh đến lúc này mọi người đều cảm nhận được khí thế bên ngoài sắc mặt ngưng trọng các hạ là người phương nào tới đây có gì chỉ giáo đó là một đám bạch y nữ tử, dung nhan tuyệt sắc, đặc biệt là vị nữ tử dần đầu, khí chất yêu nhã. Băng thanh ngọc khiết, thanh thuần tuyệt mỹ như phù dung trong nước. Mang đến cảm giác không thể khinh nhờn. mươi 528, Cường Địch tới cửa, hai Ở đại lục này cũng chỉ có hai nơi thừa thải mỹ nữ tuyệt sắc, một là thánh môn. Hai là tiên y môn, bất quá so với thánh môn tất cả đều là nữ tử, tiên y môn nữ nhiều nam ít nhưng đều có dung mạo xuất chúng không biết những người này đến từ thánh môn hay tiên y môn tới tìm người nữ tử dẫn đầu chậm rãi mở miệng ngữ khí như lan thanh âm dễ nghe khiến người ta không thể không động dung lão tổ tông nhướng mày không biết người cô nương muốn tìm là dạ vô trần vòn vẹn ba chữ nhưng lại khiến mọi người biến sắc tiêu thiên vũ an ủi vỗ vỗ tay thánh nguyệt phu nhân lắc lắc đầu với nàng sau đó quay đầu nhìn nữ tử trên không trung nhàn nhạt hỏi cô nương người muốn tìm con rể ta có chuyện gì lúc nói chuyện tiêu thiên vũ nhấn mạnh hai chữ con rể ai ngờ sắc mặt nữ tử bất biến tựa hồ cũng không để ý lời tiêu thiên vũ nói ta phụng mệnh tới tìm hắn không biết dạ vô trần có ở đây không phụng mệnh phải nữ tử quét mắt tiêu thiên vũ một cái tựa như không để ý đối phương thực lực kém cỏi kiên nhẫn giải thích đây là mệnh lệnh của thiếu chủ chúng ta hắn nợ thiếu chủ nhà chúng ta cho nên ta phải mang hắn về gặp thiếu chủ sắc mặt tiêu thiên vũ trầm xuống xem ra hôm nay những người này tới không có ý tốt gì hiện giờ hắn chỉ có thể cầu mong dạ vô trần đừng trở về cô nương vô trần tuyệt đối sẽ không đi cùng cô nương mời các ngươi trở về đi nữ tử khẽ nheo mắt một tia lãnh ý xẹt qua bàn tay trắng nõn hơi nâng lên một tia sáng sắc bén như kiếm quang đâm vào ngực tiêu thiên vũ, tiêu thiên vũ bay ngược ra. Ngoài, ngã mạnh xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có vết máu đỏ tươi, phu quân. Thánh Nguyệt phu nhân biến sắc, vội chạy đến bên cạnh tiêu thiên vũ, lo lắng hỏi. Người không sao chứ, tiêu thiên vũ phun ra một ngụm máu, lắc lắc đầu ta không sao, hợp. Máu rồi mà còn nói không sao. Thánh Nguyệt phu nhân đau lòng, rưng rưng nước mắt cắn chặt môi, phẫn nộ nhìn nữ tử trên không trung, nữ tử lạnh lùng quét mắt qua đám người phía. Dưới, nhàn nhạt nói, lần này chỉ là một chút giáo huấn, nếu còn có lần sau. Ta tuyệt đối không hạ thủ lưu tình, trong. Lòng thánh nguyệt phu nhân giận dữ, vừa định nói chuyện lại bị tiêu thiên vũ kéo kéo cánh tay. Xem ra thực lực nữ nhân này rất cường đại, ít nhất mạnh hơn bọn hắn rất nhiều, xác. Mặt lão tổ tông trầm xuống, đáy mắt lập lè gió lốc, ta mặc kệ ngươi là ai đều không thể tới tiêu ra ta quấy rối nữ tử không nói gì rời mắt nhìn vẻ mặt phẫn nộ của lão tổ tông ngữ khí như lan giao dạ vô trần ra đây ta lập tức rời đi nếu không tất cả đều phải chết ngươi ngay lúc lão tổ tông còn muốn nói gì đó một hơi thở âm trầm như đến từ địa ngục đến gần sau đó là thanh âm trầm thấp của nam nhân ngươi tìm ta tiêu thiên vũ ngẩn ra ngẩng đầu nhìn mấy người đang đi đến dùng hết sức lực giống lên vô trần Nguyệt Nhi, Cảnh Nhi, các ngươi đi mau. Mau rời khỏi nơi này, Thanh. Âm hắn run rẩy, đáy mặt là nỗi sợ hãi chưa từng có cuối. Cùng bọn họ vẫn tới, nhưng cho dù tới thì thế nào? Sao có thể là đối thủ của đám cường giả đó? Nếu mục tiêu của bọn họ là dạ vô trần, vậy không biết Nguyệt Nhi sẽ thương tâm thế nào? mươi 529, Cường Địch tới cửa ba. Nghe thấy thanh âm phía sau, nữ tử quay đầu lại nhìn mấy người đang đi tới liếc mắt một cái, ánh mắt nàng dừng trên người nam nhân mắt tím kia, không thể không nói. Nam nhân này rất tuấn mỹ tà mị, quanh thân bao phủ nhàn nhạt sát khí nhưng lại không chút ảnh. Hưởng đến khí chất cao quý yêu nhã của hắn, người là dạ vô trần. Nữ tử lặng lặng nhìn nam nhân đối diện, từ đầu đến cuối. Đáy mắt nàng trước sau như một không hề có chút gợn sóng nào, hắn quả thật rất tuấn mỹ. Đáng tiếc chỉ là một nam nhân phụ bạc không? Chờ nam nhân đáp lời, ánh mắt nữ tử rời qua nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh, khẽ nhíu mày. Khó trách có thể cướp vị hôn phu của người khác, dung mạo cỡ này đúng là có tư cách dạ. Vô Trần, thiếu chủ nhà chúng ta cho mời. Nữ tử khẽ nâng mắt, không nóng không lạnh nói, dạ Vô Trần hơi nhíu mày rồi chợt giãn ra. Lạnh lùng nói, xin lỗi, ta không quen biết thiếu chủ của các ngươi. Cũng sẽ không đi cùng các ngươi, hừ nữ tử hừ lạnh khí thế trên người cũng tăng lên ngươi không đi cũng phải đi thật không biết vì sao thiếu chủ phải nhớ mãi không quên tên nam nhân phụ bạc này đặc biệt là nữ nhân bên cạnh hắn cũng không phải thứ gì tốt rõ ràng biết nam nhân này đã có vị hôn thê còn muốn câu dẫn hắn nếu không phải trong môn phái có quy định không được tùy tiện động thủ với người dưới cảnh giới huyền thiên nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nữ nhân này thân thể dạ vô trần chợt lóe che chắn phía trước mộ như nguyệt nhìn thấy động tác này của hắn. Trong lòng nữ tử càng thêm tức giận, trong mắt lập lòe hàn ý. Nam nhân này vứt bỏ thiếu chủ tìm nữ nhân khác. Bây giờ còn làm trò bảo vệ nàng trước mặt bọn họ, dù thiếu chủ là nữ nhi tư sinh của môn chủ. Gần đây mới được đón về môn phái, nhưng dù sao nàng cũng là thiếu chủ. Đại biểu cho cả môn phái bọn họ, đặc biệt là nàng còn là nữ nhi duy nhất của môn chủ, vô. Trần. Mộ như nguyệt nhẹ nhàng cầm tay dạ vô trần, mỉm cười lắc đầu nói, ta không sao. Người không cần lo lắng, chẳng qua, nàng. Đảo mắt nhìn qua nữ tử như U Lan kia. Đáy mắt xẹt qua tia sáng kỳ lạ, nữ nhân này đến vì vô trần, trên đời này. Người muốn tranh đoạt phu quân với nàng cũng chỉ có nam cung tử phượng. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, nữ tử này không phải nam cung tử phượng, vậy mục đích của nàng là gì? thiếu chủ mà nàng nói là người phương nào ánh mắt dạ vô trần hơi trầm xuống khi thế khuếch tán ra oanh một tiếng đánh nữ tử bay ra ngoài chân nguyên nữ tử biến sắc nam nhân này cũng là chân nguyên bất quá hắn chỉ có một người mà bọn họ có mười người chờ ta dạ vô trần khẽ nói vào tai mộ như nguyệt khiến tim mộ như nguyệt hơi chấn động không chờ nàng kịp nói gì thân ảnh tím đã xẹt qua không trung trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt nữ tử, hắn khẽ nâng tay lên. Một thanh kiếm màu tím xuất hiện trong tay hắn, thân kiếm lập loe ánh sáng tím. Tương ứng với một thân trường bào tím của hắn, Mộ Như Nguyệt khẩn trương giờ phút này. Trong lòng cảm thấy thật bất lực, từ khi trọng sinh tới nay nàng vẫn luôn tu luyện chưa từng ngừng nghỉ, nhưng hiện tại chỉ có thể bất lực như vậy. Chờ mắt nhìn Dạ Vô Trần chiến đấu với kẻ địch mà không thể giúp được gì, ngươi đã rất nỗ lực rồi. Chương 530, cường địch tới cửa bốn. Cảm giác ấm áp trên tay khiến Mộ Như Nguyệt hơi chấn động. Vừa quay đầu sang liền đối diện với đôi mắt cười của thiếu niên. Trong lòng chợt ngũ vị tạp trần, nở nụ cười khổ, nhưng hiện tại ta chỉ là đỉnh thiên phú, ngay cả cảnh giới Huyền Nguyên cũng chưa đạt tới, thiếu. Niên cười khẽ, ánh mắt nhu hòa, lúc ngươi xuyên tới đây chưa đầy 15 tuổi, hiện tại 20. Nói cách khác, ngươi dùng 5 năm ngắn ngủi đã đạt đến đỉnh thiên phú. Trong vòng 5 năm đã có được thành tựu như vậy, trên đời này trừ ngươi ra còn có ai? Phụ thân đã gặp được vài lần kỳ ngộ, đầu tiên là ngẫu nhiên khôi phục ký ức kiếp trước. Lại hấp thu lực lượng kiếp trước lưu lại nên mới có thể tiến bộ vượt bậc. Lập tức đạt tới chân nguyên, còn ngươi cái gì cũng không có mà đi được đến ngày hôm nay đã rất khó có được rồi, cho nên cái ngươi thiếu không phải là thiên phú hay sự nỗ lực. Mà là thời gian, lời tử thiên cảnh nói quả thật không sai, cái nàng thiếu không phải là thiên. Phú và sự nỗ lực mà là thời gian quá ngắn, nếu như có thể bắt đầu tu luyện từ năm mười tuổi. Có lẽ bây giờ sẽ khác, nhìn dạ vô trần chiến đấu với mười vị nữ tử. Tim mộ như nguyệt trầm xuống, đồng thời, khát vọng thực lực cũng ngày càng mãnh liệt hơn, gió. Nhẹ phất quạt thanh kiếm trong tay nam nhân nhiễm máu tươi. Một thân trường bào tím tung bay trong gió dù lúc này dung nhan hắn dính đầy màu tươi nhưng vẫn không mất đi khí thế cường đại cao quý trong lòng nữ tử thầm sốt ruột không ngờ đến bây giờ còn chưa bắt được hắn nếu có thể giết thì dễ rồi nhưng thiếu chủ muốn bắt người sống đột nhiên một tia sáng tím đánh tới nữ tử bị ép lui về phía sau vài bước dung nhan như u lan hiện lên một tia âm ngoan xem ra chỉ có thể dùng phương pháp kia nữ từ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên quyết, dạ vô trần. Thiếu chủ của chúng ta muốn gặp ngươi, vậy ta nhất định sẽ bắt ngươi mang về oanh đột. Nhiên, toàn thân nữ tử bộc phát khí thế cường đại, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Khóe môi nở nụ cười nhạo báng, lạnh lùng nói, đây là bí pháp của môn phái chúng ta. Ta vốn dĩ không định vận dụng, bởi vì sau khi dùng xong sẽ để lại di chứng. Nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không còn biện pháp khác giờ phút này khi thế nữ tử mạnh lên rất nhiều tựa như vượt qua cấp bậc chân nguyên đạt đến một tầm cao hơn bất quá kiếm của nàng không nhắm về phía dạ vô trần mà là mộ như nguyệt dù môn phái có quy định không thể tùy tiện giết người dưới cảnh giới huyền nguyên nhưng nàng cũng không tính giết mộ như nguyệt mà chỉ muốn giáo huấn nữ nhân câu dẫn nam nhân của người khác một chút thôi nếu không nhìn thấy dạ vô trần bảo hộ nữ nhân kia có lẽ nàng cũng không tức giận đến thế bởi vì nữ tử này mà thiếu chủ mỗi ngày đều yêu sầu bi thương, tất cả đều vì nam nhân này, sao? Nàng có thể chịu được hắn bảo hộ nữ nhân khác trước mặt mình, đừng quên. Thiếu chủ mới là vị hôn thê của hắn, như vậy đối với thiếu chủ là không công bằng. Cho nên nữ nhân kia phải trả giá đắt, nguyệt nhi, mọi. Người đồng loạt biến sắc, hoảng sợ hô to, tử thiên cảnh nâng tay bảo hộ mộ như nguyệt trong. Ngực đôi mắt lười biếng ngày thường giờ đã tràn ngập hàn ý khuôn mặt tuấn mỹ lạnh băng, đúng lúc này, một tiếng rên khẽ vang lên. Con người mộ như nguyệt co rụt lại, nhìn thân ảnh màu tím chắn trước mặt mình. Trường 531, cường địch tới cửa, năm. Trên ngực nam nhân máu tươi đầm đìa, thấm vào mặt đất, càng chảy càng nhiều, giờ phút này. Dung nhan tà mị trở nên tái nhợt, hơi thở suy yếu làm tim mộ như nguyệt run lên, vô. Trần, nàng khẽ gọi tên nam nhân, trái tim như bị cái gì hung hăng đâm vào vô cùng đau đớn, dạ vô trần, ngươi thế nhưng cứu nàng. Nữ tử biến sắc, ánh mắt lập lè lãnh ý, tốt, nếu ngươi muốn chết. Ta sẽ thành toàn cho ngươi, hắn không tiếc dùng tính mạng mình để cứu nữ nhân chen chân vào. Tình cảm người khác này, rốt cuộc đặt thiếu chủ ở nơi nào? Bây giờ có phải đánh hắn trọng thương cũng phải mang hắn về cho thiếu chủ, mộ như nguyệt ngây. Ngốc nhìn nam nhân trước mặt, máu nhiễm đỏ đôi mắt nàng, trong lòng đau đớn tột độ, nếu nếu nàng cũng đủ cường đại, có lẽ dạ vô trần sẽ không bị thương. Đáng tiếc, nàng quá vô dụng, không liên quan đến vấn đề thời gian, mà là bản thân nàng, nữ. Tử hít mắt lại, vung trường kiếm lên, phóng ra một đạo kiếm khí về phía dạ vô trần. Đúng lúc này, mộ như nguyệt hồi phục tinh thần lại, vô trần, giúp ta tranh thủ thời gian, xác. Mặt dạ vô trần khẽ động, gật gật đầu, hắn không để ý vết thương trên ngực, nhặt kiếm lên, xác mặt mộ như nguyệt ngưng trọng hiện tại nếu muốn đánh bại những người này thì chỉ còn một cách chính là dùng tinh thần lực vô tận của nàng mặc dù đến bây giờ nàng vẫn chưa biết mình rốt cuộc có bao nhiêu tinh thần lực đáng tiếc sử dụng tinh thần lực cần phải có thời gian cho nên nàng mới nói dạ vô trần tranh thủ thời gian giúp nàng nhưng chỉ dựa vào thực lực của dạ vô trần hiện giờ vẫn không đủ ta biết lần trước là ngươi giúp ta mộ như nguyệt nhẹ nhàng vỗ về bụng mình đáy mắt xẹt qua tia sáng, bây giờ ngươi giúp ta triệu hồi thao thiết kia ra, nếu có thêm thao thiết, có lẽ còn có khả năng, tựa. Như nghe được thanh âm của mộ như nguyệt, trên người nàng chợt truyền ra một cỗ lực lượng phóng về phía mật thất tiêu ra cách đó không? Xa, mụ nội nó, ai dám quấy giày lão tử nghỉ ngơi, một. Tiếng giống phẫn nộ truyền đến, sau đó mọi người nhìn thấy một quái vật mặt người trong mật thất chạy ra, thanh âm non nớt khiến mọi người cảm thấy cực kỳ quái dị, là thao thiết, lão. Tổ tông biến sắc, xong rồi, thao thiết chạy ra, bây giờ chúng ta xong rồi. Mười chân nguyên còn thêm một thao thiết, căn bản là toàn quân bị diệt, hắn. Đã nhìn ra những người đó sẽ không động thủ với người dưới cảnh giới huyền nguyên. Cho nên ít nhất đám người mộ như Nguyệt có thể tránh được lần này, nhưng thao thiết thì khác. Hắn không có kiêng kỵ gì, trong mắt hắn, tất cả mọi người đều là thức ăn, lão tổ tông, chúng ta phải làm sao bây giờ ta? Đã nói đừng cho hậu nhân tiêu vân trở về. Đều tại bọn họ trở về mới gây ra nhiều chuyện như vậy, xong. Rồi, xong rồi, lần này chúng ta chết chắc rồi, trong. Lòng mọi người đều bi thống, tuyệt vọng nhìn thao thiết hung thần ác sát đúng lúc này. Một thanh âm lạnh nhạt xẹt qua không trung rơi vào tai mọi người, thao thiết. Giúp ta tranh thủ thời gian, thao thiết đột nhiên ngẩn ra, kinh ngạc nhìn mộ như nguyệt lập tức sợ tới mức cả người phát run, này, đây không phải mẫu thân của tên biến thái kia sao? Trường 532, truy tìm bước chân ngươi, một Mọi người nhìn thao thiết vốn đang hùng hùng hổ hổ tự nhiên mếm xuống. Ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm bụng mộ như nguyệt. Giống như chỗ có có quái vật ăn thịt người gì vậy, đám người tiêu ra ngây ngẩn, nhìn thao thiết. Run dày không ngừng, lại nghĩ đến lời mộ như nguyệt vừa nói nhất thời đầu óc không thể theo kịp tình huống, thao. Thiết cũng mặc kệ đám người ở đây nghĩ thế nào, hét lớn một tiếng vọt qua chỗ mấy chân nguyên. Đồng thời, mộ như nguyệt rũ mắt. Một cơn gió nhẹ vờn quanh người nàng, tất cả mọi người không biết nàng rốt cuộc muốn làm. Gì, nhưng mà cơn gió quanh người nữ tử càng lúc càng lớn, dần dần trở nên cường đại, ngọc. Nhi, tiêu thiên vũ nắm chặt tay thánh nguyệt phu nhân, nhíu mày, lo lắng nói. Người nói nguyệt nhi muốn làm gì, thánh nguyệt phu nhân lắc đầu ánh mắt chưa từng rời khỏi mộ như nguyệt trời biết trong lòng nàng khẩn trưởng cỡ nào nhưng lại không thể làm được gì loại cảm giác bất lực này khiến nàng bất an càng nắm chặt tay tiêu thiên vũ hơn tinh thần lực nữ tử cười lạnh đầy mắt trào phúng ngươi muốn dùng chút tinh thần lực đó đối phó ta thật quá buồn cười dạ vô trần cũng không phải đối thủ của nàng huống chi là nữ nhân kia dần dần nữ tử thu hồi tầm mắt nhìn về phía nam nhân trước mặt giờ phút này ánh mắt nàng trở nên ngưng trọng nữ nhân này chẳng qua dùng bí pháp để tăng thực lực cho nên còn cách chân nguyên chân chính rất xa nếu người tới đây đều là cường giả chân nguyên thì ngay cả tiệt kỹ của dạ vô trần cũng không phải đối thủ nhưng vào lúc này một cỗ lục lượng cường đại truyền đến khiến sắc mặt nữ tử khẽ biến ánh mắt kinh ngạc ngửa đầu nhìn lại mộ như nguyệt mà vừa rồi nàng không thèm đặt vào mắt kia hiện tại quanh thân đã có một tầng cuồng phong chính trận cuồng phong này tạo cho nàng cảm giác áp bách có điều cuồng phong còn có xu hướng mạnh dần lên không tốt nữ tử đột nhiên biến sắc đáy mắt xẹt qua tia kiêng kỵ nàng cũng không rảnh đối phó dạ vô trần trước mặt nữa cả người chợt lóe nhằm về phía mộ như nguyệt nhưng dạ vô trần sao có thể cho nàng cơ hội này không đợi nàng đến trước mặt mộ như nguyệt đã bị một thân ảnh màu tím chặn lại khí thế bức người phóng về phía nữ tử nữ tử lui về phía sau vài bước ánh mắt rét lạnh tránh ra nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt toàn thân hàn khí lạnh băng dạ vô trần tựa như không nghe thấy lời nàng nói vẫn chắn phía trước mộ như nguyệt xem ra ngươi thật sự muốn bảo hộ nàng đến cùng nữ tử cười lạnh khởi động khí thế toàn thân Nam nhân phụ bạc như ngươi không xứng với thiếu chủ nhà ta. Đi chết đi, oanh, giờ phút này, nữ tử không còn che giấu gì nữa, khí thế như kiếm chém về phía dạ vô trần. Trong mắt nàng, nam nhân cô phụ thiếu chủ không phải thứ gì tốt. Hắn nên chết đi, nhưng từ đầu đến cuối, nam nhân vẫn không lui nửa bước thân. Ảnh hắn thẳng tắp như trúc, sắc mặt lạnh lẽo mà thị huyết. Lại khiến người ta không thể không động dung. Hai khí thế cường đại va chạm nhau trong không trung, tia lửa bắn ra bốn phía, oanh một tiếng. Dạ vô trần lui về phía sau mấy bước, khóe môi tràn ra một tia máu. Trường 533, truy tìm bước chân ngươi, hai. Hừ, nữ tử hừ nhẹ một tiếng, sau đó rời mắt về phía mộ như nguyệt thân thể như kiếm vọt tới. Đúng lúc này, một cỗ áp lực cường đại từ trên người mộ như nguyệt khuếch tán ra, oanh, trong nháy mắt nữ tử đã cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ xâm nhập vào đầu nàng chưa kịp phản ứng đã té từ trên không trung xuống sắc mặt nàng trắng bạch kinh ngạc nhìn về phía mộ như nguyệt nữ nhân này lại có tinh thần lực cường đại như vậy đáng chết bạch y nữ tử từ trên mặt đất bò dậy trên gương mặt tái nhợt là sự không cam lòng cùng phẫn nộ nhưng cuối cùng vẫn phất tay nghiến răng nghiến lợi nói chúng ta đi trước giờ thiếu chủ chưa từng nói nữ tử này có tinh thần lực cường hãn như vậy cho nên hiện tại bọn họ chỉ có thể rút lui nhìn đám người rời đi mộ như nguyệt cũng không ngăn cản nói đúng hơn là không thể ngăn cản lần này tiêu hao quá nhiều tinh thần lực hơn nữa thần kinh quá căng thẳng hai chân nàng mếm nhũn ngã vào ngực nam nhân nguyệt nhi dạ vô trần vươn tay đỡ lấy thân thể nữ tử ánh mắt đau lòng ngươi quá miễn cưỡng tuy tinh thần lực của ngươi rất cường đại nhưng tốc độ phóng ra quá nhanh cho nên khiến ngươi có chút không chịu nổi mộ như nguyệt cong khóe môi nhìn dung nhan tuấn mỹ trước mặt ánh mắt kiên định ta nói rồi ta không phải nữ nhân cần ngươi bảo hộ dù đối mặt với cường địch chúng ta cũng có thể kề vai chiến đấu cánh tay ôm nữ tử khẽ run lên trong đôi mắt tím hiện lên gợn sóng đời này có thể gặp được nàng hắn may mắn cỡ nào nguyệt nhi thánh nguyệt phu nhân vội vàng thả tay tiêu thiên vũ ra chạy nhanh đến cẩn thận nhìn nữ tử thấy nàng không có gì trở ngại mới khẽ thở phào nhẹ nhõm nguyệt nhi ngươi có biết bọn họ là ai không mộ như nguyệt lắc đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của thánh nguyệt phu nhân và tiêu thiên vũ không rõ lắm bất quá có thể có nhiều cường giả chân nguyên như vậy trên đại lục này không nhiều có điều mục tiêu của những người đó là dạ vô trần là Người tiên y môn, dạ vô trần khẽ rũ mắt, khóe môi cười lạnh lẽo. Vừa rồi khi chiến đấu với các nàng, ta nhìn thấy ngọc bội tiên y môn. Cho nên bọn họ dĩ nhiên là người tiên y môn, tiên. Y môn, dạ vô trần hít sâu một hơi, đè nén sát khí bắt đầu khởi động trong lòng. Tiên y môn này sớm muộn gì cũng sẽ biến mất tựa như cảm nhận thân thể nữ tử căng thẳng. Dạ vô trần nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng, ôn nhu nói, ngươi không cần lo lắng mọi việc đã có ta, ta đã có biện pháp khiến ngươi và tiêu gia không gặp nguy hiểm, mộ. Như Nguyệt ngẩng đầu, chăm chú nhìn nam nhân, nhướng mày hỏi, biện pháp gì, hôn. Ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dạ vô trần cười tà mị, đôi mắt tím sáng ngời. Khuôn mặt tươi cười càng thêm tươi đẹp, không thể không nói. Dùng mạo nam nhân này quả thật rất mê người, ngay cả giọng nói cũng cực kỳ dụ hoặc. Khó trách lại có nhiều nữ nhân bất chấp tất cả vì hắn, mộ như nguyệt chừng mắt hắn một cái thấy thánh nguyệt phu nhân che miệng cười trộm nàng hung hăng nhéo eo hắn một cái vẻ mặt lại vẫn như thường dạ vô trần rên lên một tiếng nhưng nụ cười vẫn không giảm đôi mắt tím tràn đầy ánh sáng như hòa vì mộ như nguyệt không nhìn hắn cho nên không nhìn thấy sự dãy dụa và luyến tiếc trong mắt nam nhân nếu như nàng chú ý đến cảm xúc trong mắt nam nhân lúc này có lẽ chuyện sau đó sẽ không xảy ra mươi 534, truy tìm bước chân ngươi, ba. Bóng đêm thâm trầm, nam nhân đứng bên giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mắt mộ như nguyệt. Rồi vuốt xuống cánh mũi, dừng lại trên môi nàng, môi. Nàng mềm mại mà lạnh lẽo, làm người ta nhịn không được muốn thưởng thức, đương nhiên. Hắn cũng nghĩ như vậy, và cũng làm như thế, nam nhân cúi đầu hôn môi nàng. Nhẹ nhàng nhấm nháp môi thơm, động tác của hắn thật nhẹ thật nhẹ, tựa hồ sợ đánh thức nàng, nữ tử trên giường có chút bất an, lông mày nhíu chặt. Nàng trở mình quay qua đối diện với nam nhân, hàng lông mày mới chậm rãi giãn ra, nguyệt. Nhi, xin lỗi, ta cần phải rời đi, nếu. Mục tiêu của tiên y môn là hắn, vậy chỉ khi hắn rời đi, nàng mới có thể an toàn. Nhưng mà hắn lại luyến tiếc, không nỡ xa nữ nhân này, ánh. Trăng chiếu vào phòng, dừng trên thân ảnh thon dài của nam nhân, ánh mắt hắn chuyên chú tựa như muốn khắc sâu nữ tử vào thật sâu trong ký ức có. Lẽ lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau, Nguyệt. Nhi, ta chờ, chờ một ngày ngươi trở nên cường đại, chờ khi chúng ta gặp lại nhau. Có lẽ ngươi đã trưởng thành đến một độ cao nhất định. Lúc đó chúng ta không cần phải tách ra nữa, chỉ có trở nên cường đại, bọn họ mới có thể vĩnh viễn không chia lìa, nhìn nữ tử trên giường lần cuối, dạ vô trần dứt khoát say người, biến mất trong bóng đêm, hắn. Rời đi, không nói với nàng, bởi vì dạ vô trần hiểu rất rõ tính cách của nàng. Nếu nàng biết lý do hắn rời đi, hắn tuyệt đối sẽ không đi được, đại. Ca, đại ca, trong đan tháp, một thanh âm nôn nóng truyền đến, tiêu phong đang phân phó chuyện. Của đan tháp, bất chợt nghe thanh âm của mộ như nguyệt. Hắn quay đầu nhìn nữ tử đang bước nhanh tới, khẽ nhíu mày nói, muội muội Xảy ra chuyện gì, trong tay mộ như nguyệt cầm một lá thư, vẻ mặt nôn nóng, đại ca. Người có nhìn thấy vô trần đâu không, vô trần? Tiêu phong nhíu mày, lắc lắc đầu, dạ vô trần xảy ra chuyện gì, ngón. Tay mộ như nguyệt khẽ run lên, rũ mắt che đi nụ cười khổ, vô trần rời đi, rời đi, ân. Mộ như nguyệt gật gật đầu, hắn không muốn vì hắn mà ta và tiêu gia gặp nguy hiểm. Cho nên rời đi rồi, tiêu phong ngẩn ra, hôm qua hắn và diêu vân thanh không có ở đây cho nên đến lúc trở về mới nghe nói chuyện xảy ra ở tiêu gia, nhưng mà không nghĩ tới dạ vô trần. Sẽ vì thế mà rời đi, Nguyệt Nhi. Tiêu Phong nghẹn ngào, nhất thời không biết nên an ủi nàng thế nào, đại. Ca ta không sao, mộ như Nguyệt nâng mắt, ánh mắt kiên định. Ta tin sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau, Tiêu. Phong vỗ vỗ bả vai mộ như Nguyệt, đối với muội muội này hắn thật sự rất đau lòng. Thật vất vả mới được ở bên người mình yêu nhưng lại phải trải qua nhiều biến cố như vậy, đại. Ca ta đi chuẩn bị cho đại hội tiên y trước, mộ. Như Nguyệt cười cười, không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài cửa. Chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt hắn, tiêu. Phong cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, không nói nên lời. Lần nào nàng cũng kiên cường như vậy. Hắn nghĩ nàng có thể ôm hắn khóc một trận, nhưng mà nàng không làm vậy, chuyện. Dạ vô trần rời đi tựa hồ không ảnh hưởng lắm đến mộ như Nguyệt. Mỗi ngày nàng vẫn vội vã tu luyện, nhưng chỉ có chính nàng mới biết hiện tại nàng liều mạng tu luyện cũng chỉ vì truy tìm bước chân của hắn. Chương 535, truy tìm bước chân ngươi 4. Một tháng sau khi Dạ Vô Trần rời đi, đan tháp chào đón một vị khách không ngờ đến trong phòng khách, nam nhân tóc bạc. Dung nhan thanh lãnh, khí chất tao nhã xuất trần khiến hắn nhìn càng giống Trích Tiên. Ngay cả động tác uống trà cũng tuyệt đẹp như thế, mộ như nguyệt ngẩn ra, đi tới. Mộ dung thanh sơ, sao ngươi lại tới đây, nghe. Được thanh âm nữ tử, mộ dung thanh sơ hơi ngẩng đầu, nở nụ cười đẹp như đóa hoa mới nở. Mỹ kinh người, ta nợ ngươi một ân tình, hiện tại tới trả lại cho ngươi, lúc. Trước mộ như nguyệt luyện chế đan dược cứu mạng mộ dung thanh sơ. Hắn vốn đáp ứng xem trước tương lai cho nàng, nhưng lại phát hiện không thể đánh giá được cho nên ân tình này vẫn còn đó, mộ như nguyệt nhướng mày, không biết ngươi tính trả thế nào, mộ. Dung thanh sơ chậm rãi buông tách trà xuống, cười nhạt nói, tung tích của dạ vô trần, phẳng. Phất như bị tảng đá nện chúng, thân thể mộ như nguyệt run lên. Nàng ngước mắt nhìn nam nhân như trích tiên kia, không nhịn được hỏi. Người biết vô trần ở đâu, không phải ta biết mà là trên đời này chỉ có một mình ta biết. Mộ dung thanh sơ nhìn vẻ mặt khẩn trưởng của nữ tử đáy mắt có chút phức tạp nữ nhân này trước nay đều kinh tài tuyệt diễm lạnh nhạt vô tình nhưng chỉ có khi đối mặt với nam nhân kia cảm xúc mới có biến hóa như vậy hắn ở nơi nào mộ như nguyệt hít sâu một hơi hỏi nhìn thần sắc nữ tử mộ dung thanh sơ khẽ cười nói vô giới vô giới đúng vậy mộ dung thanh sơ gật gật đầu không nhanh không chậm nói vô giới là một nơi hoàn toàn khác với đại lục trung châu nhưng cũng nguy hiểm như nhau có điều, hai năm ở vô giới tương đương với một tháng ở chỗ chúng ta. Ta không biết làm sao hắn biết cách đến đó, nhưng ta thông qua năng lực đoán trước. Biết được hắn đến đó, hắn không thể nhìn rõ tương lai của hai người bọn họ. Nhưng nếu muốn tìm được bọn họ vẫn rất dễ dàng. Đó là nguyên nhân hắn tới tìm mộ như nguyệt lần này, ngươi. Có thể nói cho ta biết cách tới đó không, mộ. Dung thanh sơ khẽ rũ mắt, trong đôi mắt thanh nhã xẹt qua một tia sáng, ta có thể đưa ngươi đến nơi đó bất quá có thể tới được hay không thì phải tự ngươi nỗ lực nghe vậy mộ như nguyệt cười nói nếu hắn đến vô giới ta nhất định sẽ đuổi theo bước chân hắn đến đó mộ dung thanh sơ vẫn tươi cười như cũ lại cảm thán một tiếng tình cảm của ngươi đối với nam nhân kia đúng là làm người ta đố kỵ không cần nhiều lời vô nghĩa mộ như nguyệt nhướng mày nói khi nào chúng ta xuất phát dù sao còn một thời gian nữa mới đến đại hội tiên y chờ sau khi nàng tìm được vô trần rồi đến tham gia vẫn còn kịp hơn nữa ở vô giới hai năm nói không chừng thực lực của nàng có thể trưởng thành đến một tầm cao hơn hiện tại mộ dung thanh sơ chậm rãi đứng dậy hiện tại ta sẽ mang ngươi đến chỗ con đường đi vô giới đường đi vô giới nằm trên một ngọn núi cách phong vân đế quốc không xa lắm chỉ cần một ngày đường là tới, trên ngọn núi này có một cánh cửa thật lớn. Chẳng qua bình thường bị giấu đi, chờ đến khi lên núi. Không biết mộ dung thanh sơ làm gì đó trên mặt đất oanh một tiếng. Cánh cửa lớn xuất hiện trước mắt nàng. mươi 536, truy tìm bước chân ngươi, nam. Chỉ cần đi qua con đường này là có thể đến vô giới, có điều bên trong cánh cửa rất nguy hiểm. Có qua được hay không thì phải dựa vào chính thực lực của ngươi mộ dung thanh sơ quay đầu nhìn mộ như nguyệt cười nhạt nói bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu trước võ giả ở vô giới không nhiều như ở đại lục dù có rất nhiều cường giả nhưng cũng có rất nhiều người không tu luyện nguyên khí như người bình thường có vài người dù có một vài chiêu thức nhưng lại không phải võ giả đa số là mãng phu chỉ có mấy gia tộc ở vô giới mới có võ giả cho nên ngươi đừng tùy tiện vận dụng nguyên khí nếu không mấy gia tộc kia biết được nhất định sẽ bất chấp tất cả mời chào ngươi, nếu không mời chào được. Nói không chừng bọn họ sẽ hạ sát thủ, mộ, như nguyệt nhướng mày, không nói thêm gì nữa. nhấc chân bước qua cánh cửa, thời điểm cánh cửa kia đóng lại. Ánh mắt mộ dung thanh sơ hơi trầm xuống, chuyện kia có lẽ chỉ có nàng mới có thể hoàn thành. Đối với nữ tử này, trước giờ ta luôn rất tin tưởng, hơn. Nữa, không phải nàng thì không thể, phía sau cánh cửa xương sắc lạnh như kiếm màn xương như từng thanh kiếm đâm vào người nữ tử đau đến tận xương nhưng nghĩ đến phía cuối con đường là dạ vô trần nàng lại nhẫn nại huống chi vô trần đã từng đi qua con đường này nếu ta muốn truy tìm bước chân của hắn con đường hắn đã đi qua ta cũng có thể đi con đường rất dài mộ như nguyệt không biết mình đã đi bao lâu giống như đã đi qua ngàn năm lúc này mộ như nguyệt đã không còn phong hoa tuyệt đại như trước bạch y đã biến thành huyết y giống như người vừa bước ra khỏi ao máu nhưng mà nàng vẫn không dừng chân tiếp tục tiến về phía trước đúng lúc này một tia sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp sườn mờ khiến mộ như nguyệt hơi chấn động ánh mắt vui sướng thất tha thất thểu chạy qua nhưng mà nàng vừa bước ra khỏi cánh cửa đầu óc liền choáng váng sau đó ngất đi trong căn phòng cổ kính hàng mi nữ tử run rẩy chậm rãi mở mắt xoa xoa đầu ánh mắt có chút mê mang, trong lúc nàng đang đánh giá nội thất trong phòng. Một thanh âm điêu ngoa từ ngoài cửa truyền đến, các ngươi tránh ra. Ta nghe nói thiếu thần ca ca mang một nữ nhân từ bên ngoài về. Ta mửa nhìn xem loại nữ nhân nào có bản lĩnh câu dẫn thiếu thần ca ca thanh. Âm tràn đầy kiêu ngạo kia khiến mộ như nguyệt nhíu mày, nàng còn chưa kịp lên tiếng. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, sau đó một nữ tử ăn mặc như khổng tước xuất hiện trước mắt nàng đối với loại nữ nhân này mộ như nguyệt không có hảo cảm gì cũng không muốn nhiều lời nhưng mà người ta lại không muốn buông tha nàng ngươi chính là nữ nhân thiếu thần ca ca mang về nữ khổng tước cao ngạo hất cằm ánh mắt khinh thường nhìn nữ tử sắc mặt suy yếu trên giường ngươi có biết soi gương hay không chỉ bằng cái loại tiểu sử như ngươi mà cũng muốn câu dẫn thiếu thần ca ca thật không biết tại sao thiếu thần ca ca lại mang ngươi về vương phủ vương phủ, mộ như nguyệt nhíu mày, lẳng lặng suy tư hai chữ này. Lại xem nhẹ hai chữ tiểu sửu trong miệng nữ không tức chẳng. Lẽ đây là vô giới mà mộ dung thanh sơ nói. Thoạt nhìn không khác gì đại lục cũng không biết vô trần đang ở đâu. mươi 537, dịch thiếu thần ôn nhuận như ngọc ba. Nhìn thần sắc mộ như nguyệt vẫn đạm mạc như cũ, nữ khổng tước biến sắc. Thời điểm nàng đang muốn nói gì đó, một thanh âm lương bạc từ ngoài cửa truyền đến, liễu, ngọc ngươi ở chỗ này làm gì nữ khổng tước hung hăng chừng mắt mộ như nguyệt rồi quay đầu nhìn nam nhân từ bên ngoài đi vào cùng lúc đó mộ như nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn qua khoảnh khác nhìn thấy nam nhân trong đầu nàng xuất hiện mấy chữ ôn nhuận như ngọc nho nhã phong độ nam nhân mặc một thân cẩm y đẹp đẽ quý giá tay cầm quạt xếp ngũ quan tuấn mỹ như ngọc tinh mỹ như đồ sứ nhưng trên khuôn mặt như vậy lại có một đôi mắt thâm thúy đào hoa khiến hắn càng thêm dụ hoặc thiếu thần ca ca sắc mặt nữ khổng tức biến đổi như trong chóng bộ dáng hung ác vừa rồi biến mất ủy khuất nói nữ nhân này là ai tại sao ngươi lại mang nàng về vương phủ lại còn xấu xí như vậy dịch thiếu thần tươi cười ôn nhuận nhưng đáy mắt lại tối sầm liễu ngọc bổn vương muốn mang nữ nhân nào về là quyền tự do của bổn vương Người không có quyền quản nhưng mà thiếu thần ca ca ta là thần vương phi tương lai Ngươi, người tới. Dịch thiếu thần thu quạt xếp lại, con ngươi càng thêm âm trầm. Đưa liễu tiểu thư ra ngoài, nhìn liễu ngọc bị hai thị vệ kéo ra ngoài. Mộ như nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra bất luận đi đến đâu. Loại não tàn vẫn nhiều như vậy, xem diễn đủ rồi, thanh. Âm ôn nhuận mà lương bạc xẹt qua bên tay, mộ như nguyệt phục hồi tinh thần, nàng khẽ nhíu mày. Vừa quay đầu liền đối diện với đôi mắt đào hoa có chút tối tăm, ngươi là người Âu dương gia dịch thiếu thần cười lạnh đôi mắt đầy hàn ý khẽ nheo lại âu dương gia mộ như nguyệt cau mày cười lạnh xin lỗi ta chưa từng nghe nói đến âu dương gia dịch thiếu thần cũng không để ý nàng phủ nhận trên dung nhan tuấn mỹ nở nụ cười ôn nhuận nhưng trong mắt lại không hề có chút ý cười nào lạnh nam nhân này mang đến một loại cảm giác rất lạnh lẽo tựa như sự ôn nhuận bên ngoài chỉ là ngụy trang con người thật của hắn lạnh đến tận xương nếu ngươi không phải người âu dương gia vậy tại sao bổn vương nhặt được ngươi ở trong phạm vi âu dương gia hơn nữa nếu bổn vương đoán không sai trên ngón tay ngươi là nhẫn không gian nếu không phải là võ giả thì sao lại có đồ vật này nam nhân khẽ cong khóe môi phân tích rõ ràng mộ như nguyệt khẽ cau mày hắn nhặt được nàng trong địa bàn của âu dương gia bất quá chắc là do cánh cửa kia hơn nữa mộ dung thanh sơ đã từng nói với nàng ở vô giới không phải ai cũng là võ giả chỉ có mấy gia tộc lớn mới có võ giả xem ra âu dương gia là một trong số đó xin lỗi ta không biết âu dương gia mà ngươi nói là cái gì ta quả thật là võ giả nhưng trước giờ vẫn luôn tu luyện cùng sư phụ trong núi sâu lần này xuống núi không cẩn thận bị thương mới ngã xuống đó Mộ như nguyệt hơi nâng mắt, mặt không đỏ tim không nhảy nói dối, thấy vẻ mặt nàng không giống. Như đang nói dối, dịch thiếu thần khẽ nhăn mày, chẳng lẽ hắn đoán sai? Nữ nhân này không phải người Âu Dương gia, bất. Quá, người có thể nói cho ta biết một chút tình hình của Âu Dương gia không? Ánh mắt mộ như nguyệt chợt lóe, từ nhỏ đến giờ ta chưa từng xuống núi. Cho nên không biết tình huống ở đây, không biết Âu Dương gia là cái gì mươi 538, dịch thiếu thần ôn nhuận như ngọc ba. Dịch thiếu thần nhìn mộ như nguyệt trầm tư nửa ngày mới nói, người chưa từng xuống núi. Vậy cũng không biết đại lục này có tứ đại gia tộc, tứ đại gia tộc, đúng. Vậy, dịch thiếu thần khẽ gật đầu, tứ đại gia tộc là Âu Dương Gia, Nam Cung Gia, Đông Phương Gia, và Điền Gia, bốn gia tộc ở bốn quốc gia nhỏ, phải nói. Tứ đại gia tộc mới là người chân chính khống chế tư quốc dù là người kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng cần phải được những gia tộc đó tán thành thì mới có thể trở thành hoàng đế nói cách khác ở vô giới tứ đại gia tộc chuyên chính mộ như nguyệt khẽ nhướng mày ở đại lục thần vũ tuy có rất nhiều thế lực mạnh hơn hoàng quyền nhưng những thế lực đó đều khinh thường quyền lợi thế tục cho nên không xuất hiện tình huống chuyên chính ánh mắt dịch thiếu thần phức tạp nhìn mộ như nguyệt âu dương gia chính là người khống chế thiên quốc chúng ta mà người Âu Dương gia ủng hộ là Hiên Vương, Dịch Thiếu Hiên thì ra là huynh đệ tranh chấp mộ. Như Nguyệt có chút cảm thán, bất luận ở đâu, chuyện như vậy cũng sẽ không có ngoại lệ, ngươi muốn đạt được hoàng quyền. Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn Dịch Thiếu Thần, trong mắt lộ ra tia sáng làm người ta không thể nhìn thấu, Dịch Thiếu Thần hơi nheo mắt. Nghiêm túc đánh giá nữ tử trước mắt, đáy mắt có chút suy nghĩ sâu xa, đột nhiên hắn nở nụ cười nụ cười vẫn ôn nhuận như vậy nhưng lại mang theo một chút ý vị không rõ. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền, túy ngọa mỹ nhân tất sao là tâm nguyện của người trong thiên hạ. Bổn vương cũng như thế, sao tỉnh trưởng thiên hạ quyền tỉnh táo mà nắm giữ quyền lớn trong thiên. Hạ túy ngọa mỹ nhân tất say nằm gối đùi mỹ nhân. Ý nói về giấc mộng giang sơn mỹ nhân của nam nhân, nghe hắn nói vậy, mộ như nguyệt hơi sửng sốt. Nàng cũng chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi ai ngờ hắn lại hào phóng thừa nhận, hắn không sợ bị truyền ra ngoài sao, nếu. Người muốn hoàng quyền, ta có thể giúp ngươi đạt được, chẳng qua. Trong mắt mộ như nguyệt hiện lên một tia sáng, ta muốn ngươi tìm giúp ta một người, ai, nam. Nhân của ta, nếu chỉ dựa vào một mình nàng tìm dạ vô trần ở vô giới thì chính là mò kim đáy. Biển, cho nên nàng muốn mượn lực lượng của hắn. Thân là một vương gia có tâm với ngôi vị hoàng đế nhất định có mạng lưới tình báo riêng của mình, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều, dịch thiếu thần nhìn khóe môi cong cong của mộ như nguyệt. Cười nói, người nói ngươi sống trên núi với sư phụ. Sao bây giờ lại nhiều thêm một nam nhân, mộ, như nguyệt ngẩn ra, dịch thiếu thần này cũng không phải ngốc ta. Có nói trên núi chỉ có ta và sư phụ sao? Mộ như nguyệt cười lạnh, dịch thiếu thần, tin ta đi, trên đời này. Chỉ có ta có thể giúp ngươi, mà ngươi chỉ cần tìm giúp ta một người là đủ rồi đây là giao dịch của chúng ta không sai chỉ là một cuộc giao dịch thôi dịch thiếu thần cười cười ánh mắt đào hoa liếc nhìn dung nhan nữ tử tốt bổn vương chấp nhận cuộc giao dịch này hy vọng ngươi không khiến bổn vương thất vọng không phải dịch thiếu thần không cảnh giác tùy tiện tin tưởng một nữ nhân mà nữ nhân này là võ giả nếu đã là võ giả nàng căn bản không cần phải lừa gạt hắn mà nếu nàng là gian tế của nước khác vậy càng dễ làm, lúc ở chung nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Chờ đến lúc hắn lên ngôi hoàng đế rồi giải quyết cũng không muộn, dịch. Thiếu thần, kể tỉ mỉ chuyện ở nơi này cho ta biết. Ánh mắt mộ như nguyệt trầm xuống, chỉ có hiểu rõ thế giới này mới có thể thuận tiện làm việc. Trường 539, dịch thiếu thần ôn nhuận như ngọc ba. Thông qua lời kể của dịch thiếu thần, mộ như nguyệt đã hiểu vì sao ở nơi này võ giả lại thưa thớt như vậy, thì ra thể chất của bọn họ khác với người ở đại lục thần vũ ở đại lục thần vũ sau khi thông qua khảo nghiệm thiên phú là có thể tu luyện còn người ở vô giới kinh mạch tắc nghẽn cần phải tẩy tủy phạt mau rồi mới có thể tu luyện có điều đàn dược tẩy tủy phạt mau chỉ có tứ đại gia tộc mới có cho nên người bình thường căn bản không thể tu luyện đương nhiên ở vô giới ngoài tứ đại gia tộc ra còn có một số võ giả nhàn tàn chẳng qua số lượng rất ít còn những lời mộ dung thanh sơ nói hoàn toàn là hù dọa nàng tứ đại gia tộc xác thật muốn thu dùng võ giả chẳng qua không phải tất cả mọi người đều hạ sát thủ khi bị đối phương cự tuyệt trừ phi loại người này nhân phẩm thấp kém điều này làm mộ như nguyệt thở phào một hơi nhưng cũng không dám thiếu cảnh giác sau khi dịch thiếu thần đi mộ như nguyệt lẳng lặng trầm tư một lúc lâu sau mới suy nghĩ thông suốt Lúc này nàng vô tình nhìn qua chiếc gương đồng cách đó không xa, trong gương là một khuôn mặt suy yếu, màu da tái nhợt, mái tóc hỗn độn xõa sau vai. Đôi môi hơi trắng bệch nhưng mà trên khuôn mặt vốn trắng nõn kia lại xuất hiện một vết sẹo, vết. Sẹo cũng không quá lớn, kéo dài từ chân mày đến cánh mũi. Tựa như vết nhơ duy nhất trên dung nhan tuyệt mỹ kia, hẳn là bị xương kiếm làm bị thương, mộ như nguyệt khẽ cong môi. Đầu ngón tay lạnh lẽo sờ qua vết sẹo màu hồng nhạt, chút vết thương nhỏ. Dùng đan dược là có thể khôi phục, nhưng để như vậy cũng không phải chuyện xấu, nàng vốn muốn dùng một dung mạo bình thường đi đến vô giới. Lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến sẽ bị xương kiếm làm hỏng nửa bên mặt, như vậy cũng tốt. Miễn cho tên vô trần kia ăn dấm bậy bạ. Chút thương tích này chờ sau khi gặp lại hắn rồi khôi phục cũng không muộn, bất quá mộ như nguyệt nhướng mày đáy mắt xẹt qua một tia sáng có phải ta nên cảm tạ màn xương đó hay không khiến ta sắp sửa đột phá đến huyền nguyên có điều nếu đột phá ở nơi này nhất định sẽ oanh động mãnh liệt cho nên nàng dứt khoát vào thế giới đan thư qua một đêm tu luyện mộ như nguyệt đã khôi phục khá tốt trừ vết sẹo trên mặt cố tình để lại những chỗ khác đã khôi phục lại trạng thái bình thường bởi vì sắp đột phá cảnh giới huyền nguyên nàng ở trong thế giới đan thư bổ sung nguyên khí một lần liền đột phá luôn chúc mừng viêm tẫn nhìn nữ tử ngồi trên mặt đất khuôn mặt khí phách lộ chút ý cười nha đầu cuối cùng ngươi cũng thoát khỏi cảnh giới hoàng nguyên trở thành cường giả chân chính không mộ như nguyệt lắc đầu nhàn nhạt nói ta còn phải đi một chặng đường rất dài đối với địch nhân mà ta sắp phải đối mặt huyền nguyên cũng không là tính là gì nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên Cường giả trên đại lục còn có rất nhiều, oanh, đúng. Lúc này, trên một ngọn núi cách đó không xa truyền đến một trận khí thế ẩm ẩm chấn động. Mộ như nguyệt bất giác ngẩng đầu nhìn qua con rồng trắng khổng lồ trên ngọn núi kiệt tiểu. Bạch lúc trước là cảnh giới địa nguyên, bây giờ đột phá lên cảnh giới thiên nguyên. Bước vào thời kỳ trưởng thành rồi. chương 540, dịch thiếu thần ôn nhuận như ngọc bốn một luồng sáng trắng xuất hiện trước mặt mộ như nguyệt dưới ánh mắt nàng. Thân thể kia dần trở nên cao lớn thon dài. Tiểu bạch hiện tại đã bớt đi vài phần non nớt. Khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc chắc cũng bắt đầu có chút ngây ngô của thiếu niên, thân hình hắn. Thon dài, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, làn da trắng nõn, trơn mềm, mỉm cười đứng trước mặt nữ tử, mẫu. Thân, tiểu bạch rốt cuộc trưởng thành rồi hắn cười vui sướng nụ cười tươi sáng như ánh nắng mặt trời chiếu vào ngực mộ như nguyệt làm ấm áp trái tim nàng ngươi đột phá một lần sẽ trưởng thành một lần mộ như nguyệt nhướng mày vậy chờ đến khi ngươi thành thần chẳng phải là già rồi mới không phải đâu tiểu bạch chu môi đáng yêu trên khuôn mặt ngây ngô hiện lên chút bất mãn tiểu bạch chỉ đột phá từ thời kỳ ấu thơ sang thời kỳ trưởng thành thôi sau này sẽ trưởng thành giống như loài người chờ đến khi tới một cấp bậc nào đó thì có thể trường sinh bất lão trong mắt mộ như nguyệt chứa ý cười không nói thêm gì nữa nàng quay đầu nhìn về phía viêm tẫn nhướng mày nói viêm tẫn thời gian này vất vả ngươi viêm tẫn cười cười nha đầu lúc trước là bản tôn lựa chọn đi theo ngươi bắt đầu từ khi đó ta sẽ không hối hận vì sự lựa chọn của mình quả thật hắn cũng chưa từng hối hận cô cô ngươi phải làm chủ cho ta trong nội viện hoàng cung, liễu ngọc khóc lóc nhào vào lòng hoàng hậu, hoa lê đái vũ nói. Nếu cô cô không làm chủ cho ta, ta không sống nổi nữa, đáy. Mắt hoàng hậu có chút không kiên nhẫn, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười, ôn nhu nói. Ngọc Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại khóc sướt mướt như vậy? Mau để cô cô nhìn xem, Ngọc Nhi nhà chúng ta là đại cô nương xinh đẹp. Sao lại khóc thành mặt mèo thế này, liễu? ngọc ngẩng mặt lên oán hận nói cô cô là thiếu thần ca ca thiếu thần ca ca mang một nữ nhân về phủ còn còn vì nữ nhân kia mà đuổi ta đi ô ô bình thường thiếu thần ca ca không đối xử với ta như vậy nữ nhân hoàng hậu nhíu mày đó là dạng nữ nhân gì là một nữ nhân xấu xí bị thương được thiếu thần ca ca nhặt về liễu ngọc hận nghiến răng nghiến lợi nói cái tiểu sử kia không biết dùng yêu pháp gì mê hoặc tâm thiếu thần ca ca làm thiếu thần ca ca. Bảo hộ nàng, cô cô ta không cam lòng. Người nhất định phải làm chủ cho ta, hoàng. Hậu đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, cười nói, yên tâm đi, Ngọc Nhi. Cô cô nhất định sẽ làm chủ cho ngươi, ngươi là thần vương phi tương lai. Chuyện này sẽ không thay đổi, nhưng mà nữ nhân kia, nếu thần nhi thích có thể cho nàng ta làm tiểu thiếp của thần nhi hoàng hậu đạm mạc nói tựa như đang nói một chuyện rất bình thường thân thể liễu ngọc trấn động nàng chỉ cần nghĩ đến chuyện thiếu thần ca ca làm chuyện phu thê với nữ nhân khác tim nàng liền đau đớn không thể tự kiềm chế ngọc nhi hoàng hậu thấy liễu ngọc run rẩy bắt lấy tay nàng nói thần nhi là vương gia nhất định sẽ có tam thê tứ thiếp mỗi nữ nhân đều phải trải qua chuyện này dù ta là hoàng hậu cũng phải an bài nữ nhân hầu hạ hoàng thượng hàng đêm tuy trong lòng không dễ chịu nhưng thân là mẫu nghi của một nước là chủ quản hậu cung cần phải làm như thế